Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài C6, trang 147, sách giáo khoa vật lý 9. Nội dung bài C6 như sau. Hãy kể ra một số dụng cụ chạy bằng pin mặt trời mà em biết. Mô tả hình dạng bên ngoài của một pin mặt trời và cách làm cho nó hoạt động. Ta trả lời bài C6 như sau. Ta có thể kể đến một số dụng cụ như sau. Dụng cụ mà các em thường thấy nhất đó là máy tính bỏ túi. Ngoài ra thì đồng hồ đeo tay cũng có thể sử dụng pin mặt trời. Pin mặt trời thường có dạng một tấm phẳng, dùng để hướng ánh sáng mặt trời chiếu đến. Các em có thể quan sát pin mặt trời trên hình 56.3, trang 147. Ở đây là những tấm pin mặt trời trên đảo Bạch Long Vĩ. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào những tấm pin, thì năng lượng của ánh sáng mặt trời sẽ trực tiếp chuyển hóa thành điện năng. Đây chính là cách mà pin hoạt động. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào tấm pin, thì năng lượng của ánh sáng mặt trời sẽ trực tiếp chuyển hóa thành điện năng. Đây chính là cách làm cho pin hoạt động. Đến đây, ta đã trả lời xong bài C6.